Hôm nay Phước Sửu cùng với cả nhà khám phá một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông. Một căn nhà với diện tích ngang 6 dài 18. Và vị trí của căn nhà này thuộc đường số 63 khu dân cư Tân Quy Đông. Thì với căn nhà này thì được thiết kế làm một căn hộ dịch vụ cho thuê. Thì khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này thì mình gọi là có ngay cái nguồn tiền thu nhập. Thì hiện tại Phước Sửu đang có mặt tại ngay chính căn nhà này. Vị trí của căn nhà này thì đang chào bán và gia chủ đang rất là cần tiền nên là bán cái giá thấp hơn so với giá thị trường. Rồi, nói về căn nhà này thì Phước Sửu sẽ chi tiết về cái diện tích cho cả nhà nắm rõ nha. Diện tích của căn nhà là ngang 6 dài với 18 và công nhận trong sổ là 108 m². Hiện tại thì căn nhà này có 20 phòng đang cho thuê với doanh thu tầm khoảng hơn 100 triệu một tháng. Tòa nhà có một cái diện tích sàn xây dựng là 533 m² và có cái hướng nhìn về là hướng đông nên rất là mát mẻ và yên tĩnh. Căn nhà này thì pháp lý là đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này thì quý anh chị có thể là mua vào là khai thác ngay nè, rồi mình có thể sử dụng đòn bẩy của ngân hàng hỗ trợ lên đến 70%. Rồi hôm nay là Phước Sửu sẽ nói sơ qua về một chút kết nối của cái căn nhà này để cho quý chị nắm rõ hơn. Căn nhà này thì nằm ở mặt tiền đường số 63 và cách đường 48 khoảng 20 m, cách đường Nguyễn Thập tầm khoảng 70 m và cách đường Lê Văn Lương tầm khoảng 400 m, nên rất là thuận tiện di chuyển đi qua lại giữa tất cả các vị trí trong quận 7 và đi qua lại tất cả các quận khác rất là dễ dàng. Và một cái điều đặc biệt là cái căn nhà này á thì rất là gần siêu thị Lotte Mart. Cách siêu thị Lotte Mart, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7, bệnh viện Nam Sài Gòn bên Trung Sơn tầm khoảng 500 m. Rất là gần nhiều trường đại học như được Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3. Chỉ cần tầm khoảng 5 phút là mình có thể đi đến Phú Mỹ Hưng, 10 phút đi đến quận 1 và kết nối vùng rất là thuận tiện. Căn nhà được rao bán rất là nhiều cái nội thất cao cấp. Thì trong video này Phước Sửu sẽ chi tiết một vài cái hình ảnh của những cái nội thất bên trong mà những khách hàng đang thuê tại căn nhà. Thì để có nhiều cái thông tin hơn, quý anh chị có thể là inbox cho Phước Sửu để hẹn với chủ nhà vào xem trực tiếp bên trong của căn nhà để đánh giá được căn nhà là một cái sản phẩm rất là tốt để đầu tư mua cho thuê, có một cái dòng tiền cho thuê ổn định. Quý anh chị cần thêm thông tin hoặc là chi tiết về sổ hồng thì inbox ngay cho Phước Sửu, Phước Sửu sẽ cập nhật đầy đủ thông tin. Hiện tại thì trong khu dân cư Tân Quy Đông này còn rất là nhiều sản phẩm đang cần bán. Quý anh chị hãy theo dõi video tiếp theo, sẽ cập nhật rất là nhiều thông tin và những sản phẩm cực kỳ hấp dẫn và giá cực kỳ rẻ tại khu dân cư Tân Quy Đông. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Anh chị cần ký gửi thông tin nhà đất bất động sản tại Tân Quy Đông hoặc tại quận 7, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha.